Như vậy bệnh nhân sản phụ sẽ hưởng lợi nhiều hơn. Và một cái khuyến cáo chính thứ đây là các anh chị, tầm soát ở tuần thứ 24 đến 28 có thai kỳ cho tất cả thai phụ không có đái tháo đường trước đó. Và trong cái slide này tôi nói với anh chị một chút ngắn gọn là Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ và châu Âu về nghiên cứu bệnh đái tháo đường tiếp 1. Và bất kể độ tuổi hiện tại, nếu như những đứa trẻ nào mà nó được chẩn đoán đái tháo đường dưới 6 tháng tuổi trước đó thì nên cho nó đi làm xét nghiệm di truyền ngay lập tức để tầm soát có đái tháo đường sơ sinh hay không. Đây là chứng cứ A. Bởi vì nếu mà chẩn đoán là đái tháo đường sơ sinh thì đa số là nó do đột biến gen á, thì nó sẽ cải thiện rất tốt với nhờ insulin thay vì insulin. Và tôi phải nói, và đái tháo đường tiếp 1 á, mà do nguyên nhân tự miễn á, thì hiếm khi nó xảy ra trước 6 tháng tuổi. Các anh chị nhớ nha, nếu những đứa trẻ nào đã từng được chẩn đoán đái tháo đường trước 6 tháng tuổi thì coi chừng đó là đái tháo đường sơ sinh. À, nó rất nhạy với nhóm SU. Và tôi nhớ có một lần trong cái hội nghị thì có đưa ra một cái ca, bác sĩ Nhi đưa ra một ca là đái tháo đường phát hiện ngay sau khi sinh luôn, thì lúc đó điều trị insulin trời rất là nhiều khơi, cho chút xíu vô bệnh nhi bị tụt đường và ngưng thì đường huyết tăng lên và cứ điều trị nhẹ hoài và đem ra cái ca ra. Tôi nhớ lại và tôi đọc cái này tôi cũng phải nói chuyện với anh chị rồi. Và khuyến cáo IDA nói là HMC không được dùng để tầm soát đái tháo đường thai kỳ từ 15 tuần tuổi trở lên, tức là từ cái tam hồi thứ hai thứ ba các anh chị phải tầm soát đái tháo đường thai kỳ theo cái khuyến cáo một bước hai bước rồi các anh chị, và không có sử dụng HMC để chẩn đoán, các anh chị nhớ nha. Nhưng mà ở tam hồi thứ nhất các anh chị có thể sử dụng nó để tầm soát về rối loạn chuyển hóa glucose rồi, được chưa? Và nếu như mà HMC mà dưới 6% á thì ở tam tháng 1 thứ 2 thứ 3 các anh chị điều trị mà giữ được dưới 6% thì nó sẽ ít nguy cơ sinh sinh con to, sinh non và tiền sản giật nhiều hơn. Và cố gắng, khuyến cáo là cố gắng đừng để bị hạ đường huyết. Nếu bị hạ đường huyết thì mẹ sẽ sinh con nhẹ cân. Ha. Rồi. Rồi bây giờ về chăm sóc á, thì tôi chia ra 3 trường hợp tôi nói các anh chị luôn. À, đây là các chị có về có thể các anh chị đọc lại. Thì về chăm sóc á, cho thai phụ thì tôi sẽ chia ra ba cái thời điểm là trước có thai, lúc có thai và sau khi sinh. Thì chăm sóc trước có thai tôi sẽ chia ra hai nhóm, một nhóm có đái tháo đường và một nhóm không có đái tháo đường. Thì ở nhóm mà không có đái tháo đường thì tôi sẽ tư vấn về vấn đề giáo dục người người bệnh về vấn đề nguy cơ mắc đái tháo đường, rồi kế hoạch hóa từ nó để cái có thai, muốn có thai thì phải phải chuẩn bị trước đó cho kỹ. Rồi vấn đề dinh dưỡng, luyện tập, chú ý những người là thừa cân béo phì thì hướng dẫn chế độ ăn để đạt được cái cân nặng lý tưởng, tránh thừa cân, tránh nguy cơ mắc đái tháo đường, và tư vấn về những cái vấn đề chích ngừa, rồi bổ sung axit folic 400 mg mỗi ngày thường quy. Đó là chứng cứ, đó là những cái chứng cứ A. Rồi đối với cái nhóm mà có đái tháo đường á thì tôi sẽ tầm soát những cái biến chứng, giáo dục bệnh nhân và cái biến chứng đái tháo đường và làm sao giữ được HbA1c lý tưởng là giữ 6,5% nếu mà không có nguy cơ hạ đường huyết. Còn nếu có nguy cơ hạ đường huyết anh chị sẽ giữ dưới 7%, và giải thích cho sản phụ là cố gắng giữ được cái mức đường huyết tối ưu để tránh những cái nguy cơ cho mẹ và con, ví dụ như sanh non rồi con to rồi ngạt rồi tử vong siêu sinh vân vân, rất là nhiều thứ. Và cố gắng kế hoạch hóa gia đình, ví dụ muốn có cái thai thì nên là lập kế hoạch mang thai và sẽ điều trị làm sao đạt cái mục tiêu đường huyết rồi hãy có thai ha. Và phải tiếp cận với các cái chuyên gia về nội khoa, về dinh dưỡng, về nội tiết, về bà mẹ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em vân vân, và phải tư vấn hết toàn bộ những đó để thai phụ nắm được những cái nguy cơ lúc mà có thai mà không chuẩn bị được đường huyết, cũng như là những người chưa có đái tháo đường thì phải biết tầm soát sàng lọc, đừng có để đái tháo đường xuất hiện trong thai kỳ thì rất là uổng. Rồi, còn những cái người mà những thai phụ mà từ 35 trở lên, 35 tuổi trở lên mà có những cái triệu chứng về tim mạch á, hoặc là những cái triệu chứng về suy tim thì phải đo ECG, làm siêu âm tim và đánh giá những yếu tố nguy cơ, rồi thử những cái xét nghiệm đánh giá biến chứng như là bi đông mỡ này, chức năng thận HC, tê sắt hay là đạm niệu, thiếu máu vân vân, và hướng dẫn tư vấn về chuẩn ngừa, ví dụ như là rubella, varicen, rồi viêm gan B, enrosa và những cái bệnh khác mà nếu có chỉ định. Và những cái này đã nói rồi ha, hướng dẫn mình nhân tập thể dục, thay đổi lối sống. Rồi bây giờ một cái khuyến cáo ADA cũng nói từ năm 20
22 đến năm 23 cũng nói lại không có gì thay đổi. Tức là những cái thai phụ nào mà bị đái tháo đường tiếp 1, tiếp 2 trước đó rồi thì nên lập kế hoạch mang thai và tư vấn về sự phát triển của cái bệnh võng mạch và cho khám mắt trước có thai, hoặc là 3 tháng đầu của thai kỳ, hoặc là sau đó mỗi tháng, hoặc là sau khi sinh 1 năm, tùy theo cái ý kiến của bác sĩ chuyên khoa mắt nếu như có cái bệnh lý mắt nặng. Như vậy, sau khi mà chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ rồi á thì có dùng thuốc ngay hay không? Mà nếu dùng thuốc thì dùng thuốc viên hay là insulin? Và thuốc insulin thì đó là những cái loại nào mà đã được chấp thuận? Thì ADA có nói là nếu mà đã chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ rồi thì thay đổi lối sống là hàng đầu, là cái bước đầu tiên hết. Tại vì 70-85% đái tháo đường thai kỳ được kiểm soát bằng thay đổi lối sống. Các anh chị thấy là 75-85% đái tháo đường thai kỳ được quản lý bằng thay đổi lối sống, chưa cần phải dùng thuốc. Như vậy, dinh dưỡng kết hợp luyện tập thể lực là chủ yếu. Chừng nào không đạt mục tiêu, các anh chị mới sử dụng thêm thuốc, thì thuốc lựa chọn đầu tiên đó là insulin. Và cho tới hôm nay, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo insulin là lựa chọn đầu tay cho đái tháo đường thai kỳ. Đó là chứng cứ A. Và nếu mà mình sử dụng insulin á, thì nó sẽ giúp kiểm soát được đường huyết cho cả hai tiếp đái đường tiếp 1 và tiếp 2. Bởi vì thuốc nó không có qua nhau thai và nó cải thiện được cái tình trạng đề kháng insulin cho đái đường tiếp 2 mà đối với đái đường tiếp mà nó không có, đối với thuốc viên nó không làm được cái cho tiếp 1, cả tiếp 1 luôn mà đái thuốc viên nó không làm được cái chuyện này. Còn về phía metformin và Lyrica thì không có được lựa chọn đầu tiên vì nó tất cả đều qua nhau thai. Lyrica thì nó có nguy cơ gây hạ đường huyết sơ sinh và sinh con to. Còn metformin thì có nguy cơ là gây sinh non, trẻ sinh nhẹ cân và có nguy cơ bị béo phì. Và cả hai cái thuốc này thì thực ra có một số nghiên cứu sử dụng nhưng mà Bộ Y tế mình vẫn chưa khuyến cáo thì các anh chị đừng có sử dụng. Các anh chị đừng sử dụng như vậy, những thuốc đầu tay vẫn là insulin. Tuy nhiên nói như vậy thì các anh chị phải biết khi nào phải sử dụng insulin và dùng làm sao cho bệnh nhân đừng có bị hạ đường. Rồi, một lát tôi sẽ nói đến cái chuyện đó. Còn những cái thuốc khác á, thì như vậy thì những cái thuốc mà chưa có chứng cứ các anh chị đừng có sử dụng. Một cái nghiên cứu thử nghiệm về thử nghiệm lâm sàng có đối chứng RCT á, thì có ghi nhận là nếu mà mình cho metformin vô thêm cái lúc mà mình sử dụng insulin á để điều trị cho đái tháo đường tiếp 2 thì người ta thấy là mẹ ít tăng cân hơn và ít sinh mổ hơn, cũng như là sinh con to ít hơn, nhưng cái trẻ sơ sinh đó nó nhỏ so với tuổi thai lại tăng gấp đôi. Đó là cái tôi nói thêm cho các anh chị biết. Như vậy cuối cùng vẫn lựa chọn những là thuốc điều trị ban đầu cho đái tháo đường thai kỳ là thay đổi lối sống, không đạt mục tiêu thì insulin. Và về dinh dưỡng thì phải đảm bảo đầy đủ năng lượng cho mẹ và con và đạt mục tiêu đường huyết. Tối thiểu phải 175 gram carbohydrate, 71 gram protein và 28 gram chất xơ. Chất xơ thì 100 gram rau củ cho 44 gram đó các anh chị. Thì nếu mà 28 gram chất xơ cho thai phụ thì các anh chị ăn phải 500 đến 600 gram rau củ. Và cái này là cái khuyến cáo này là của ADA, cũng là dành cho những cho nước ngoài, là đối với mình có thể gia giảm hơn các anh chị. Và phải hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, những cái loại thịt đỏ có nhiều mỡ, nhiều axit béo bão hòa, và hạn chế những cái loại thức ăn thức uống mà có đường. Giáo dục bệnh nhân sản phụ là không nên ăn chất béo thay cho carbohydrate. Nhiều sản phụ thấy bị đái tháo đường thai kỳ rồi thì thôi mình không ăn carbohydrate nữa, mình ăn chất béo hoặc ăn chất đạm, phải thay thế thì không đúng, vì nó sẽ làm tăng ly giải lipid và làm tăng axit béo tự do, và nó sẽ làm nặng lên cái tình trạng đề kháng insulin cho sản phụ, lúc đó làm cho đường huyết tăng lên nữa. Về vận động thể lực thì các anh chị hướng dẫn tập thể dục nhẹ nhàng 20 đến 50 phút một ngày, và trong 27 ngày, đây là ADA nói 27 ngày chứ đúng ra mình nên điều đặn mỗi ngày, ít nhất là 20 phút đến 30 phút mỗi ngày là được rồi, với cường độ vừa phải. Và có thể là mình sẽ giáo dục sản phụ là nên mua cái máy tự theo dõi đường huyết, đường huyết đói, đường huyết trước ăn, một đường huyết sau ăn, 1 giờ sau 2 giờ, để coi mình có đạt cái mục tiêu không.
cũng có thể sử dụng cái đường huyết liên tục, nhưng mà không nên thay thế hẳn luôn cho cái đường huyết theo dõi, đường huyết tự theo dõi. Rồi, thì một cái nữa là AD có nói là nếu mà mình thăm khám sức khỏe từ xa cho đái tháo đường thai kỳ qua telehealth á, thì nó sẽ giúp cải thiện kết cục tốt hơn là so với chăm sóc trực tiếp thông thường. Thì cái này tôi thấy cũng hay. Thì hồi đó thầy Trang cũng có nói là Việt Nam mình cũng có nói, nhưng mà sau đó thì nhiều chuyện này chuyện nọ rồi cũng ngưng. Tức là mình sản phụ sẽ được theo dõi kết nối, khi mà có vấn đề gì họ alo là mình có cái đội ngũ tư vấn cho sản phụ, thì mọi mọi chuyện mình giải quyết ngay cái thời điểm đó thì sẽ giúp được những cái giảm được những cái biến cố nhiều hơn hơn là chờ đợi sản phụ cho đến ngày hẹn là đi khám ha. Thì nếu mà làm tốt được chuyện đó thì sẽ giảm được cái tỷ lệ sinh mổ nè, tăng huyết áp, vỡ ối sớm, tiền sản giật, sinh non, thai to vân vân, rất là nhiều cái có lợi cho sản phụ. Đây là chứng cứ A các anh chị. Và khuyến cáo là đối với đái tháo đường tiếp 1 thì nên tiêm enzyme nhiều mũi hoặc là bơm enzyme cho thai phụ hơn là mình chích. Các anh chị thấy là đái tháo đường tiếp 1 mà có thai á, đa số là chích enzyme có hai cử, thành ra sẽ bị những cái thời điểm trống nó thiếu enzyme thì đường huyết sơ ăn tăng, nó sẽ không đạt cái mục tiêu đường huyết, sẽ dẫn đến những cái biến cố cho mẹ và con. Và cái biến cố mà tôi không có thích đó là cái dị tật cho thai nhi, và nhiều cái biến cố như sinh mổ hay to, những cái dị tật tôi không có thích. Thành ra cố gắng làm sao mà mình kiểm soát được đường huyết tối ưu trong cái thai kỳ để giảm thiểu các cái biến cố cho mẹ và con. Một cái về dinh dưỡng hồi nãy để nói thêm á, là cái dinh dưỡng á, khuyến cáo là nên ăn cân bằng các chất dinh dưỡng và đa dạng, bao gồm là chất đạm, đường, chất xơ, trái cây, rau đậu nguyên hạt gì đó, những cái chất béo, axit béo bão hòa, chất béo lành mạnh á, hạn chế những cái loại axit béo tự do, axit béo bão hòa. Và nếu mà ăn kiêng không đúng á, thì dẫn đến thiếu dinh dưỡng, mà ăn kiêng ăn mà không đúng hoặc có thể dẫn đến béo phì. Và nhiều cái nghiên cứu thì cho thấy là cứ 4 người đó tiếp 1 thì có 1 người suy dinh dưỡng, thì đó cái vấn đề dinh dưỡng cũng quan trọng lắm. Lát tôi có 2 ca lâm sàng thì các anh chị thấy là bệnh nhân ăn như thế nào. Đây là cái bảng có thể giúp cho bệnh nhân mua cái máy tự theo dõi đường huyết nhà. Các anh chị cho bệnh nhân thử, ví dụ ngày thứ hai thì thử đường huyết trước ăn sáng, sau ăn sáng, rồi ngày thứ ba thì trước ăn trưa, sau ăn trưa, rồi ngày thứ tư là trước ăn chiều, sau ăn chiều, sau đó quay trở lại. Như vậy một tuần mình có thể theo dõi 1 đến 2 lần cái đường huyết đói và đường huyết sau ăn, hoặc sau 1 giờ, sau 2 giờ. Cái đó là cái theo dõi tốt nhất để coi mình có đạt được cái mục tiêu điều trị hay không. Thì như vậy, về cái mục tiêu điều trị khuyến cáo mới nhất của ADA 2023 cũng như là sự đồng thuận của Hiệp hội các nhà sản khoa Hoa Kỳ trong cái hội thảo quốc tế lần thứ 5, hội nghị về đái tháo đường thai kỳ á, thì dễ lắm các anh chị. Các anh chị cứ nhớ ha, đường huyết đói dưới 95, dưới 95, 5.3, 5.3 đã bằng với cái tiếp cận hai bước đó. Đường huyết đói dưới 95 thì cái này tại vì mình theo dõi thì mình có thể mình thử cái đường mau mạch, thành ra các anh chị bấm thì nó ra cái miligram đề xuất, các anh chị thuộc cái miligram cũng được. Miligram đề xuất là dưới 95, 1 giờ là dưới 104, 2 giờ dưới 102. Tôi có cách nhớ mà tôi nhớ hoài tôi không quên, là sau 2 giờ dưới 102, 2 là 102, thì các anh chị sẽ nhớ 1 giờ là 104, còn lại 104, đường đó là 95. Thì cái khoảng nó cho phép là 70, đó là từ 70 đến 95, sau 1 giờ là 110 đến 104, sau 2 giờ là 100 đến 102, nhưng mà nó phải dưới con số đó thì nó mới đạt được cái mục tiêu, đó là tất cả năm chứng cứ B. Ngoài ra thì có thể thì không có điều kiện, nhưng mà nếu bệnh nhân chích enzyme nhiều mũi, các anh chị nên cho bệnh nhân theo dõi đường huyết liên tục nó tiện hơn. Thì làm sao mà cái ngưỡng đường huyết mà từ 100 dưới 104, từ 63 đến 104 thì các anh chị thấy 63 là hạ đường huyết. Thì tôi thấy là từ 70 đến 100. Thì cái theo dõi liên tục này mình không có ít có làm thì tôi không nói nhiều, nhưng mà cái tự theo dõi đường huyết các anh chị phải nhớ là đường huyết đó dưới 95, đường huyết sang 1 giờ dưới 104, sang 2 giờ dưới 102, cứ nhớ sang 2 giờ là 102 thì các anh chị sẽ không có quên. Và cái H1C á, dưới 6% là lý tưởng nhất nếu ít nguy cơ hạ đường huyết. Tại nãy mình nói là dưới 6% nó sẽ hạn chế được mấy cái chuyện mà thai to rồi tiền sản giật, tăng huyết áp, người đã kẹt vai, siêu hấp vân vân rất là nhiều ha. Và nếu như có nguy cơ hạ đường huyết thì các anh chị giữ mục tiêu H1C dưới 7%.
Các anh chị nhớ nha, không sử dụng HB1C để chẩn đoán đái thần thai kỳ, nhưng về mục tiêu kiểm soát đái thần thai kỳ thì có HB1C, đường huyết đỏ, đường huyết sau 1 giờ sau 2 giờ. Đó, các anh chị thuộc luôn rồi ha. Tiêu chuẩn chẩn đoán đái thần thai kỳ và mục tiêu kiểm soát đường huyết, các anh chị thuộc rồi ha. Đó, bây giờ sau khi mà mình cho thay đổi lối sống, dinh dưỡng, luyện tập thể lực không đạt mục tiêu thì khi nào mình sử dụng insulin thì khuyến cáo là nên bắt đầu điều trị insulin khi có ít nhất hai giá trị trở lên. Khi mình theo dõi ít liên tục trong 1-2 tuần là đường huyết đói từ 104 trở lên và đường huyết sang 2 giờ từ 103 trở lên. Hồi nãy sang 2 giờ mình khuyến cáo là dưới 102, bây giờ trên 103. Ha, và liên tục trong 1-2 tuần ít nhất là hai cái giá trị đó. Và nếu các anh chị thấy mà cái đường huyết đói nó tăng, đường huyết sang tăng thì các anh chị sử dụng insulin nhanh trước bữa ăn hai đơn vị thôi. Còn nếu mà các anh chị thấy đường huyết đói tăng mà đường huyết sang không cao thì các anh chị có thể sử dụng insulin làm trước giờ buổi tối lúc đi ngủ. Thì các anh chị khởi động ít thôi, 2-4 đơn vị thôi. Coi chừng nó tụt đường tùy theo cái mức đường huyết. Theo cái kinh nghiệm của tôi sử dụng 2 đơn vị đến 4 đơn vị tùy theo cái mức đường huyết. Và tránh không để hạ đường huyết hoặc tăng đường huyết hoặc là dao động đường huyết ha. Và bây giờ đây là những cái loại insulin mà được khuyến cáo sử dụng được và có chứng cứ, tôi chụp cho các anh chị coi, các anh chị dễ nhớ. Đối với cái công ty mà Lilly đó các anh chị, thì các anh chị thấy là Humalog Lispro xài được, Humalog Mist 50-50, 25-75 đều xài được hết. Đó, về cái công ty của Lilly thì các anh chị thấy ok, xài được hết ha. Nhưng đối với Enzulata, đối với Novo Nordisk, các anh chị thấy nè, Enzulata xài được nè, Mista xài được nè, là tác dụng coi như trung bình đi, tác dụng dài lâu như xài được và tác dụng nhanh Novo Rapid xài được, đó là bút đó. Còn đối với lọ thì các anh chị thấy là những cái lọ nè, tôi chụp cho các anh chị coi, Mista, Enzulata, Aptabit xài được hết. Rồi Humulin R, Humulin N, Humulin M xài được. Đối với Lilly các anh chị xài được hết trơn luôn. Rồi bây giờ những enzyme nào các anh chị thuộc rồi ha, enzyme nào không xài được, đặt Novomis của Novo Nordisk, Rizobac, Tretiba của Novo Nordisk là xài không sử, chưa có chứng cứ, chưa khuyến cáo sử dụng các anh chị. Còn Lentus các anh chị thấy là công ty gì tôi quên rồi, Lentus với lại Solota nè, tác dụng dài với lại tác dụng Lispro xài cũng được luôn, Solota xài cũng được luôn nè, Atira xài cũng được luôn. Này quên công ty gì rồi. Đối với Novomis thì sử dụng cho con trong trường hợp một bố mẹ thì được. Còn cái Lentus với Tresiba này người ta cũng có nghiên cứu rồi, trong một vài nghiên cứu thì thấy an toàn, nhưng mà vẫn còn phải dựa vào nhiều cái nghiên cứu dài hơn hơn. Thì đây là những cái chứng cứ tôi đưa cho các anh chị xem ha. NBH thì xài được, tại vì có chứng nó cũ trước đó, người ta có nghiên cứu. Còn lại thì Lactrin nè, Diluretic nè, Lurisin nè, rồi chưa có nghiên cứu hay chưa có chứng cứ. Rồi các anh chị nhớ ha. Rồi các anh chị sẽ theo dõi cách chị điều trị ngoại trú, theo dõi thôi và đánh giá thay đổi lối sống, đánh giá là sau 2-4 tuần không đặt mục tiêu dùng insulin, rồi theo dõi đừng để bị hạ đường huyết. Còn khi nào mà đường huyết nó tăng cao kèm nhiễm trùng mà theo dõi những sét toán các anh chị chơi. Rồi bây giờ về huyết áp ở thai phụ thì như thế nào, kiểm soát như thế nào? Thì năm nay thì cũng giống như năm 22 thì khuyến cáo huyết áp mục tiêu là từ 110 huyết áp tâm thu 110-130, trên 85 đó là tối ưu huyết áp mục tiêu các anh chị đạt được ha. Và nếu mà các anh chị kiểm soát được cái huyết áp đạt mục tiêu này thì các anh chị sẽ giảm được nguy cơ tăng huyết áp cho mẹ và các tích cực xấu cho thai nhi. Và các anh chị cố gắng duy trì ở cái mức huyết áp mục tiêu này, đừng có để huyết áp xuống dưới thấp hơn 9/6. Và ở cái ngưỡng mà huyết áp từ 14/9 trở lên là các anh chị phải can thiệp, thay đổi lối sống, sử dụng. Hồi trước đó thì khuyến cáo là từ 160/110 thì mới điều trị. Nhưng mà bây giờ là khuyến cáo là từ huyết áp từ 14/9 trở lên các anh chị phải thay đổi, phải điều trị, can thiệp. Và duy trì cái huyết áp mục tiêu từ 110/135/8 các anh chị nhớ huyết áp tâm trường 85. Rồi những cái thuốc nào mà điều trị cao huyết áp được, lúc đó các anh chị sẽ quýnh lên á, ngồi kê to cho bệnh nhân quốc trời có cao huyết áp biết xảy gì. Thì những cái thuốc mà an toàn nhất á, là các anh chị thuộc nằm lòng metinuba nifedipine thì nó hạ áp có hiệu quả. Còn những cái kia các anh chị có nhớ không nhớ thì là coi, còn lại là labetalol, dindazepam, clonidine,
Thì được ha. Nhưng mà hai cái thuốc mà quen được anh chị là metoprolol và nifedipine, những cái thuốc ức chế men, chuyển ức chế thụ thể lợi tiểu atenolol statin không sử dụng các anh chị, nó sẽ làm dẫn đến những cái gây quái thai, loạn sản thai nhi, thiểu máu gì đó, nó gây những cái tai biến cho thai nhi, các anh chị không sử dụng. Và nếu mà thai phụ mà chuẩn bị có thai á, thì các anh chị phải lưu ý á, khi mà ta có thai là các anh chị phải giáo dục trước là phải ngừng những thuốc này đi. Rồi, mà tôi cũng thấy để ý là những cái thai phụ mà đã ăn tiếp thai, không biết sao tới lúc mà có bầu không có thai thì tôi kiểm tra mở máu lại thấy nó ổn định, không phải sử dụng statin, và bây giờ đâu có xài được đâu. Rồi bây giờ một cái khuyến cáo nữa tôi cũng nhắc với anh chị là 2 năm nay nó có thay đổi đó, thì những cái thai phụ nào mà có đái tháo đường tiếp 1 hoặc đái tháo đường tiếp 2 trước đó rồi, thì ở cái tuần thứ 12 đến 16 của thai kỳ á, các anh chị cho aspirin liều thấp. Thì cái liều thấp này bây giờ là nâng lên 100 đến 150 mg một ngày. Trước đó là 81 mg, bây giờ là nâng lên 100 đến 150 mg một ngày. Tại vì các cái nghiên cứu đã cho thấy là cái liều aspirin mà dưới 100 mg một ngày á, thì nó không có hiệu quả để giảm tiền. Do đó bây giờ 81, bây giờ tôi cho ăn 1,5. Nhớ là nhớ nha, những thai phụ nào mà được chẩn đoán là đái tháo đường trước đó rồi, tiếp 1 hay tiếp 2 thì các anh chị mới sử dụng aspirin. Còn đái tháo đường thai kỳ không có sử dụng nên anh chị. À, anh chị phải nhớ. Rồi sau xong thì phải làm những pháp viêm nạp glucose 4 đến 12 tuần. Các anh chị cứ nhớ là 1 đến 3 tháng. Và tôi nhắc bệnh nhân á, là thường thường tôi nhắc cho dễ nhớ là ít nhất 2 tháng sau xong phải quay lại. Tôi lấy cái điểm giữa 1 đến 3 tháng, tôi nhắc điểm giữa 2 tháng để anh chị bệnh nhân lười đó, bệnh nhân qua được 3 tháng. Mà ở 3 tháng yêu đích cho mẹ và con và giúp giảm cơ mắc đái tháo đường nữa, và cũng chăm sóc bệnh nhân về vấn đề tâm lý xã hội để tránh những cái vấn đề trầm cảm sau sinh. Và nhắc lại lần nữa là cái sau khi sinh 4-12 tuần thì cho sản phụ làm liệu pháp viêm nạp glucose từ tuần thứ 10, thứ tư đến 12 tuần sau khi sinh. Và tầm soát này thì các anh chị chỉ làm đo đường huyết lúc đó này, rồi 2 giờ sau khi uống 500 g glucose thôi, đâu có cần làm 1 giờ làm gì. Một lát tôi cũng cho các anh chị coi có những cái thiếu sót như vậy, và không có sử dụng HMOC trong cái giai đoạn 1 đến 3 tháng này, các anh chị tầm soát bằng liệu pháp viêm nạp glucose. Rồi nếu như mà các anh chị sau khi tầm soát mà có tiền đái tháo đường, các anh chị thay đổi lối sống tích cực và có thể cho thêm metformin. Năm nay thì có một cái câu là có thể cho thêm metformin, còn năm 22 là nếu đã chẩn đoán tiền đái tháo đường sau khi làm những pháp viêm nạp glucose sau sinh á, nếu có tiền đái tháo đường thì nên cho metformin chứng thứ A. Năm nay thì là có cái chữ là thay đổi lối sống và hoặc dùng metformin để phòng ngừa đái tháo đường thì nó nhẹ hơn một chút, nhất là những người có thừa cân béo phì. Thì chắc là tôi nghĩ là chắc là có thể có những cái khuyến cáo gì trong năm sau, có thể có bổ sung thêm thuốc gì nữa không chừng năm nay nó nhẹ hơn, không nhất thiết là phải cho metformin. Rồi nếu mà đái tháo đường thai kỳ á, thì khuyến cáo là nên tầm soát mỗi 1 đến 3 năm và suốt đời. Thì các anh chị thấy trong cái bài thứ nhất tôi có nói với các anh chị đó là ID khuyến cáo là nếu đái tháo đường thai kỳ, nhiều người đã có đái tháo đường thai kỳ thì nên tầm soát mỗi 3 năm, và nếu mà tầm soát âm tính thì lặp lại mỗi 3 năm, tùy theo nhiều yếu tố nguy cơ hay ít mà có thể tầm soát sớm hơn. Còn nếu là tiền đái tháo đường thì nên tầm soát mỗi năm. Anh chị nhớ nha, thì ở đây AD lại trong cái bài đái tháo đường thai kỳ, AD lại nói là nên tầm soát mỗi 1 đến 3 năm. Và thì tôi cũng nói với anh chị là có những cái mà người ta chưa có nhất quán như vậy. Và tầm soát suốt đời tùy theo yếu tố nguy cơ. Nếu như mà thai phụ này có nhiều yếu tố nguy cơ, tiền căn gia đình có người mắc đái tháo đường, rồi BMI béo phì, trước có thai, nhu cầu dùng insulin nhiều trong thời gian mang thai, thì lúc này mình có thể là mình tầm soát sớm hơn chứ không phải chờ đến 1-3 năm nữa thì nó sẽ lỡ đi ha, lúc này tầm soát sớm hơn. Rồi các anh chị nhớ rồi ha. Rồi và nên khuyên sản phụ sau khi sinh có biện pháp tránh tránh thai cho tới khi mà có kế hoạch mang thai tiếp theo ở lần 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 lần, lần sau chứng cứ A các anh chị. Thì nếu mà thay đổi lối sống và metformin nếu cần thiết thì nó sẽ giúp ngăn ngừa những tiến đái tháo đường được 35 đến 40% sau 10 năm chứng cứ A luôn đó anh chị. Và để kết luận cái bài nói này á, thì tôi muốn nói với các anh chị là đái tháo đường
kỳ đó ngày càng gia tăng, và nếu đã bị đái tháo thai kỳ thì nó sẽ làm gia tăng những cái biến cố cho mẹ và con, do đó cần phải tầm soát đái tháo thai kỳ ở tuần thứ 24 đến 28 của thai kỳ cho tất cả thai phụ, và trước tuần thứ 15 nên tầm soát trên dựa trên những yếu tố nguy cơ bằng tiêu chuẩn cơ bản để coi bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa hay không, mình can thiệp luôn cái giai đoạn đó để anh chi, để cho đến cái tuần thứ 24 28 của thai kỳ thì lúc đó có thể là mình làm những phát hiện nạp là thai phụ trở về bình thường thì thai phụ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Và nếu như sau tầm soát mà bệnh nhân có tiền đái tháo đường thì chúng ta nên cho thay đổi lối sống tích cực và cho có thể cho máy phọc mềm. Rồi, bây giờ tôi cho các anh chị coi những cái xét nghiệm này. Các anh chị thấy là tại sao nãy tôi cho các anh chị phải thuộc á. Các anh chị thấy đây là cái xét nghiệm của một cái labo cho bệnh nhân làm biện pháp tim mạch Rico ở cái tuần thứ 24. Đây là đứa con thứ tư. Thì các anh chị thấy là đường huyết tương lúc đó là 5.6 ha. Sau 1 giờ là 10.7. Các anh chị thấy đạt chưa? Hai cái đạt rồi phải không? 2 giờ sau uống là 11.4. Thì nãy mình nói là 5.1, 10 chấm và 8.5. Đúng không? Rồi, HVC không dùng để chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ nha anh chị. Này dư. Rồi, bây giờ các anh chị coi cái chỗ mà cái giá trị tham khảo nè. Đường huyết tương lúc đói 4.1 đến 6.4 là trớt quớt rồi. Các anh chị không thuộc chỗ này, 5.1 là các anh chị chẩn đoán này bình thường. Đúng không? Rồi. Ở chỗ 1 giờ và 2 giờ thì đúng. HVC là không có sử dụng để chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ. Nãy mình nói rồi, tại vì trong quá trình thai kỳ mang thai, HVC có thể thấp hơn do cái quá trình tăng lưng chuyển hồng cầu. Thì nó sẽ làm cho HVC thấp hơn. Và thêm cái nữa là HVC nó phản ảnh cái đường huyết đó, đường huyết trung bình. Nó không có phản ảnh cái đường huyết sau ăn một cách nhất quán. Cho nên nó không có được sử dụng trong chẩn đoán đái tháo thai kỳ. Và nhiều khi nó còn do một số những yếu tố khác trong thời gian mang thai nữa, trong lúc có thai nữa. Rồi, cái slide thứ nhất giúp cho anh chị nhớ lại cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ. Rồi, cái slide thứ hai các anh chị nhìn nè. Đây là năm 22, đó là năm 2016, cũng ở cái labo này. Các anh chị thấy vẫn chưa cập nhật mới. Rồi, lúc đó đường huyết tương lúc đó là 4.9, các anh chị nhớ tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ là dựa vào đường huyết tương, không có đường bao mặt nha các anh chị. Nhưng mà mục tiêu thì các anh chị, mục tiêu kiểm soát đường huyết thì các anh chị sử dụng đường huyết mô mạch. Chẩn đoán hạ đường huyết các anh chị sử dụng đường mô mạch. Nhưng chẩn đoán đái tháo thai kỳ, chẩn đoán đái tháo đường các anh chị phải dựa vào đường huyết tương. Rồi nghiệm pháp dung nạp Rico là chẩn đoán đái tháo thai kỳ các anh chị phải dựa vào đường huyết tương. Đây là đường huyết tương lúc đó 4.9. Rồi giá trị tham khảo 4.1 đến 6.4 là trớt quớt luôn rồi đúng không? Rồi không đúng, nhưng mà may quá 4.9 là bình thường, bất thường là 5.1 trở lên. Rồi 1 giờ sau uống là 10.2. 2 giờ sau uống là 8.5, thì các anh chị thấy là ca này có đái tháo thai kỳ với hai giá trị bất thường là đường huyết tương 1 giờ và 2 giờ sau uống 75 gram glucose, đúng không? Rồi bây giờ các anh chị coi một cái xét nghiệm này, là một cái bệnh viện lớn này các anh chị. Bệnh viện lớn. Thì cái ca này á là bác sĩ nội tiết đăng quang nha, bác sĩ nội tiết ngồi khám mà gặp cái ca này đến chìa cái giấy của sản và đưa ra. Các anh chị thấy đường huyết nghiệm pháp dung nạp glucose nè. Ở tuần thứ 27, đúng rồi phải không? 27, thai 27 tuần 24, 28, bác sĩ sản cho làm nghiệm pháp dung nạp, đúng rồi. Thì cái đường huyết lúc đói chưa uống đó là 5.9. Các anh chị thấy là sao? Bên đây giá trị tham khảo 3.9 đến 6.1, bác sĩ này quên liền, đúng không? Thấy bình thường. Nhưng mà 5.1 là bất thường rồi, đúng không? Rồi đạt một tiêu chuẩn đái tháo đường thai kỳ. 1 giờ, từ 10 chấm trở lên ca này không đạt ha. 2 giờ là 8.5 ca này đạt. Ca này có hai cái bất thường, đường huyết đói và đường huyết 2 giờ sau uống 75 gram glucose. Nhưng mà bác sĩ này quên rồi các anh chị. Đây là ngày 13 tháng 2. Giờ phân vân quá. Có một cái giá trị 2 giờ bất thường này so với giá trị tham khảo người ta cho là 8.5, không biết là được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ chưa. Rồi ngày 14 cho làm lại. Cho sản phụ làm lại. Bây giờ lúc này là không bỏ đi 1 giờ, làm đường huyết lúc đói là 6.36 tăng lên rồi. Rồi đường huyết 2 giờ sau uống 75 gram glucose là 12.1. Các anh chị thấy là hai tiêu chuẩn đạt luôn, đường huyết đói và đường huyết tương 2 giờ. Nhưng mà làm nghiệm pháp dung nạp cho thai phụ chẩn đoán đái tháo thai kỳ, các anh chị phải làm 1 giờ và 2 giờ. Đúng chưa? Còn sau khi sinh 4 đến 12 tuần các anh chị chỉ làm 2 giờ sau uống thôi. Chỉ cần một cái đường huyết tương lúc đói và 2 giờ sau uống thôi. Rồi bây giờ đọc cái này xong, các bác sĩ này cũng chưa biết là có đái tháo đường thai kỳ không nữa, cho làm lại lần nữa ngày 16. Tức là 2 ngày sau, trì hoãn 2 ngày sau làm lại. Cũng là bệnh nhân Phương Trâm này các anh chị, Phương Trâm hết rồi không? Rồi cho làm lại thì đường huyết đói là 6.69, cũng cao quá trời luôn. Rồi HMC, lúc này cho thử HMC. HMC là 5.6%.
Rồi xong, cho nhân đi về. Sau đó thì tại vì cái này quay lại gặp tôi thấy ba cái xét nghiệm tôi mới chụp được cho các anh chị coi đó. Và cái này chẩn đoán là tái thân thai kỳ phải can thiệp đi. Đường huyết tối quá cao rồi đúng không? 669 rồi. Rồi đường huyết sau uống 2 giờ cũng cao quá luôn, đúng không? 11,76 và 12 luôn. Phải can thiệp đi. Can thiệp thì sao? Đường huyết đói phải dưới 95, đúng không? Dưới 95, tức là 70 đến 95. Đường huyết sang 1 giờ dưới 104, sang 2 giờ dưới 102, đúng không? Các anh chị phải can thiệp đi. Nếu không là dẫn đến những cái bất lợi biến cố cho mẹ và con. Rồi, đó là giúp các anh chị thuộc ha, thuộc chẩn đoán và thuộc tiêu chuẩn, mục tiêu kiểm soát được. Bây giờ mình coi ca lâm sàng thứ nhất. Tôi sẽ nói thật là ngắn gọn các anh chị, 12 bệnh nhân hết hết một tiếng là tôi còn nửa tiếng lắm chị, các anh chị còn cũng hơn nửa tiếng nữa. Đây là cái bệnh nhân nữ 35 tuổi đến sản khoa gửi đến nội tiết. Đây là con so thai 25 tuần, sản cho làm biện pháp dung nạp Vivo. Với kết quả là 0 giờ là 5.4, 1 giờ là 8.7 và 2 giờ là 8.8. Thì các anh chị thấy là được chẩn đoán tái thân thai kỳ với hai cái giá trị bất thường là đường huyết lúc đó lớn hơn 5.1, đường huyết 2 giờ sau uống 75 gram Vivo là 8.8, tức là lớn hơn 8.5, có hai giá trị bất thường. Thì ca này được chẩn đoán là tái thân đường thai kỳ, phải không? Thì khi mà tôi tiếp cận một cái ca mà tái thân thai kỳ sản ta gửi đến thì tôi sẽ hỏi về bản thân, tiền căn gia đình bản thân, coi người này có yếu tố nguy cơ mắc tái thân trong tương lai không để tôi giáo dục, và tôi sẽ hẹn tầm soát luôn để người ta quên. Và cái những cái gì mình dặn lúc đầu á, người ta dễ nhớ lắm và người ta không có quên, còn mình dặn những cái lần sau người ta hay quên lắm. Thì cái ca này là tôi sẽ ghi cái ngày dự sanh, tôi hỏi cái cân nặng trước khi có thai, chiều cao tôi tính là BMI là bình thường ha, BMI bình thường như vậy, BMI bình thường sẽ cho phép tăng cân trong suốt cái quá trình mang thai là từ 11 đến 13 kg, các anh chị cộng trừ 2 nữa. Thì tôi hướng dẫn bệnh nhân cho phép em tăng cân 11-13 kg trong suốt thai kỳ. Và tôi đo đường trong gia đình người này thì có mẹ mắc đái tháo đường. Cái này 35 tuổi, các anh chị nhớ cái yếu tố nguy cơ mà mình học cái bài thứ nhất á, là từ 35 tuổi trở lên là nguy cơ, đúng không? Mình phải tầm soát là cô này một yếu tố nguy cơ. Yếu tố thứ hai là gia đình có mẹ mắc đái tháo đường. Rồi bây giờ cái yếu tố thứ ba là đái tháo đường thai kỳ. Cô này rất nhiều nguy cơ mắc đái tháo đường trong tương lai. Và tôi dặn luôn, ít nhất sau khi sinh nha, bây giờ em được chẩn đoán thai kỳ rồi, bây giờ mình chỉ cần thay đổi lối sống thôi, chưa cần dùng thuốc. Nếu không đạt mục tiêu mới dùng thuốc, thì thay đổi lối sống là cái gì tôi hướng dẫn. Rồi sau khi sinh mọi chuyện sẽ trở bình thường, nhưng mà lần có thai thứ hai em có thể bị lại, hoặc là em sẽ bị đái tháo đường thật sự luôn trong tương lai. Do đó ráng sau sinh 2 tháng, ít nhất 2 tháng quay trở lại làm biện pháp như nào, đừng để mắc đái tháo đường, nó rất là uổng luôn. Tư vấn vậy thì các anh chị thấy mạch huyết áp càng thì bình thường. Và cái đường huyết sang 1 giờ tới 165. Tôi đo lúc mà đến khám 1 giờ đó, sang 1 giờ đó thì đo là 165. Thì như vậy cái đường huyết sang 1 giờ cho phép là dưới 104, đúng không? Cái này vượt ngưỡng, các anh chị thấy không? Vượt ngưỡng. Và tôi tư vấn vấn đề ăn uống, luyện tập thể lực sau đó thì cô này có làm rất là tốt. Luyện tập thể lực mỗi ngày nè, ít nhất là 30 phút, ngưng đường hấp thu nhanh ha, chia nhỏ các bữa ăn, cho phép tăng cân, vậy tôi dặn dò hết. Cái mục tiêu là nhắc lại các anh chị là đường huyết đó dưới 95, đường huyết sang 1 giờ dưới 104, sang 2 giờ dưới 102. Thì đến cái thời điểm mà 35 tuần á, cô này có kiêng khem quá thì cổ tăng mới tới 7 kg. Còn mới 7 kg à, còn có khoảng 3 đến 4 tuần nữa cổ xanh mà lại cho phép cổ tăng cân 11 đến 13 kg luôn. Mà cổ mới có tăng có 7 kg mà. Rồi, cổ kiêng khem quá thì đường huyết đói, đường huyết sang đều đặt mục tiêu. Ca này hoàn toàn không điều trị gì thuốc hết, chỉ thay đổi lối sống thôi. Nhưng mà ca này tôi phải tăng tư vấn là vấn đề ăn uống cho cổ để cổ tăng cân cho đủ. Rồi bây giờ cái ca lâm sàng thứ hai, cái ca này tôi sẽ nói cái thiếu sót của tôi trong cái chuyện này, các anh chị nghe để mình cùng rút kinh nghiệm. Thì cái ca này đó, cổ đến với tôi là năm 2014 ha, đái tháo đường và tiếp đến hôm nay vẫn còn theo dõi và tôi điều trị ca này luôn á, thành ra tôi có những cái thiếu sót rồi tôi nói cho anh chị nghe để mình rút kinh nghiệm. Thì lúc mà đến là 26 tuổi, cô này được sản khoa chuyển đến nội tiết chẩn đoán là đái tháo đường thai kỳ, con so thai 24,5 tuần, sản làm luôn những hấp dung nạp, sản rất là giỏi luôn, lúc này sản làm hết cho nội tiết luôn, rất là ok và hỗ trợ nội tiết rất là nhiều. Thì cái đường huyết tương lúc đó cổ là 5.5, sau uống 75 gram 1 giờ là 12,9, 2 giờ là 11,8. Các anh chị thấy là đạt hết 3 giá trị của từ 5.1, 10, 8.5. Từ 5.1, từ 10 chấm trở lên và 8.5 trở lên, các anh chị thấy là cái này vượt ngưỡng hết, đúng chưa?
Rồi cái này được chẩn đoán đái thông thai kỳ. Tại vì cái này ở tuần thứ 24,5 tôi cũng biết là trước đó có đái thông hay không, nhưng mà hỏi lại là trong gia đình nào thì đo BMI trước trước khi có thai á thì cổ là 22,1 là bình thường đúng không? Gia đình có mẹ nè, cha nè, chị nè mắc đái tháo đường. Một chị gái thì mắc hội chứng Down và bị đái tháo đường luôn. Quá nhiều người trong gia đình mắc đái tháo đường luôn. Thì cái cô này cổ chỉ có tiền căn gia đình thôi. Không, tiền căn gia đình là mắc đái tháo đường thôi, còn cổ mới 26 tuổi không có yếu tố nguy cơ, cổ cũng có luyện tập thể lực đó anh chị. Rồi khi mà tôi khám á thì tôi thấy là huyết áp còn bình thường, đường huyết đối cao 6,39, đường huyết xăng 1 giờ 195, không đạt mục tiêu luôn, đường huyết xăng 1 giờ dưới cho phép dưới 54. Anh chị thấy là vượt ngưỡng hết rồi, thì bắt đầu tôi sử dụng insulin luôn, tôi không chờ đợi nữa, tôi cho insulin. Thì mới đầu tôi cũng sử dụng cái liều thấp thôi, chích mít sạc là cái rẻ nhất, là bút đó 6 đơn vị sáng tôi dò liều, chiều 5 đơn vị. Thì tôi nhích liều thử coi sao, với 5 đơn vị buổi chiều có thể làm giảm cái đường huyết đói này từ 6,39 xuống xuống 5,3 đúng không, dưới 95 xuống 5,3 hoặc 5 chấm, và tôi kỳ vọng 6 đơn vị chích sáng nó sẽ làm giảm đường huyết sau ăn. À, sau ăn 1 giờ, sau 2 giờ đạt mục tiêu. Thì tôi đặt cái mục tiêu là tôi nhắc lại các anh chị nhớ nè, đường huyết đói dưới 95, đường huyết sau 1 giờ dưới 104, sau 2 giờ dưới 102, và cô này thì cổ còn trẻ quá, tôi đặt cái HbA1c dưới 6,5%. Tôi không dám kéo xuống 6, tôi sợ hạ đường tại vì mình chích insulin. Rồi, kết hợp thay đổi lối sống ha. Thì trong vòng 1 tuần rưỡi là 24 tuần rưỡi đến 26 tuần thì tôi đã tăng lên tới 16 đơn vị sáng và 14 đơn vị chiều, là 30 đơn vị rồi. 30 đơn vị rồi mà đường huyết đói và đường huyết xăng vẫn chưa đạt mục tiêu đó anh chị. Xăng 2 giờ phải dưới 102, này tới 167 rồi. Đường huyết đói dưới 95 thì tới 110, lúc đạt lúc không. Bắt đầu tôi phải quay qua phác đồ basal bolus. Các anh chị thấy không? Cái nhu cầu enzyme của cô này quá cao ở cái tam cái hồi thứ hai, thứ ba, tam cái hồi thứ hai. Rồi, thì lúc này tôi sẽ sử dụng Novorapid. Các anh chị nhớ, đây là cái Novorapid này các anh chị, là enzyme tác dụng nhanh. Các anh chị thấy không? Đó, enzyme tác dụng nhanh, các anh chị thấy không? Các anh chị thấy không? Các anh chị, tôi để cái màn hình này. Cái bút Novorapid không? Thì cái này là enzyme tác dụng nhanh nè. À đây. Đây đây các anh chị thấy không? Rồi. À, rồi rồi vô được cái màn hình nữa. Rồi, cái này là enzyme tác dụng nhanh thì các anh chị chích vô dưới da khoảng chừng 10 đến 30 phút bắt đầu có tác dụng và nó đạt đỉnh nó khoảng 2 1 đến 2 giờ. Ba mỗi 2 giờ, thậm chí qua 3 giờ luôn. Rồi kéo dài khoảng 3 5 giờ là hết tác dụng, y như một bữa ăn sinh lý bình thường. Anh chị thấy ha. Rồi tôi chích sáng 9 đơn vị, trưa 9 đơn vị, tôi cho giờ luôn để bệnh nhân tự chích, tôi hướng dẫn bệnh nhân chích. Rồi miết tạc là cái rẻ nhất. Thay vì cái mình dùng enzyme nền thì tôi lợi dụng cái miết tạc này, nó có cái enzyme tác dụng nhanh đó, là atrapid trong này đó. Thì tôi cho chích 15 đơn vị. Thì các anh chị nhớ là hôm trước mình nói cái phác đồ basal bolus đó, là nền là 50%, còn lại 50% chia đều các bữa ăn đúng không? Thì như vậy tôi chích sáng 6 giờ 9 đơn vị, trưa 9 đơn vị là 18 đơn vị. 18 đơn vị vậy cái nền phải là 18 đúng không? Thì tôi dò liền thôi, dò từ từ 15 đơn vị, tại vì buổi chiều cô này có ăn ít, 15 đơn vị. Thì cuối cùng thì đến là từ 31 tuần đến sau sinh tôi nhích lên được có một đơn vị nó thôi, là 10 10 và 16 đơn vị là 36. Tại vì nãy mình dùng mix đạt là hết 30 đơn vị rồi, bây giờ tôi nhích lên cái lúc mà tuần 26 đến 31 tuần á là tôi sử dụng 18, 18 với 15 là 33 đơn vị, thêm 3 đơn vị nữa mà mình áp dụng phác đồ bây giờ đó. Rồi cho đến lúc sinh luôn là tôi chích có 20, 36 đơn vị thôi. Và đường huyết đói đạt tiêu hết. Đường huyết đói, đường huyết sao mới nào nó chưa đạt, nhưng dần 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 nó đạt hết. Và HbA1c cô này có 6%. Như vậy là mục tiêu tôi HbA1c dưới 6,5, nhưng mà cô này đạt luôn dưới 6% là sẽ giảm được cái nguy cơ sinh con to, sinh non, tiền sản giật, tăng huyết áp thai kỳ, vân vân rất là nhiều. Và cô này tăng cân đạt mục tiêu luôn 11 kg luôn. Và cuối cùng thì sinh thừa một bé gái 4,2 kg con to. Các anh chị nói lý thuyết là HbA1c dưới 6% là giảm nguy cơ sinh con to cuối cùng của sinh con to 4,2 kg. Đó thì tất cả những gì tôi cố gắng làm hết cho cổ mà cổ đến trễ. Các anh chị thấy không? Thay vì lúc mà 3 cái tháng đầu, đúng rồi 3 tháng đầu đó, 15 tuần đầu đó, mình tầm soát cô này giữ tốt nguy cơ, mình
phát hiện ra rối loạn chuyển hóa thì mình can thiệp cho đến tuần thứ 24-28 của thai kỳ thì đường huyết đâu có tăng dữ vậy. Thì cuối cùng con này có sinh tăng to. Tôi đã làm hết cách cho cổ luôn, tôi kéo rất là nhanh luôn. Rồi sau khi sinh, các anh chị thấy rất là ngoạn mục. Sau khi sinh, ngưng insulin luôn, đường huyết về bình thường hết. Chỉ thay đổi lối sống thôi. Và 2 tháng sau tôi làm những pháp viên mạch cho cổ là có đái tháo đường, có rối loạn đường huyết đó. Tức là có tiền đái tháo đường. Thì sau đó cổ không có cho con bú, thì tôi cho điều trị mấy phòng miên và thay đổi lối sống. Thì cái đường huyết đó cổ đạt mục tiêu rất là tốt luôn. 79%, 103%, 109% đó là đường sau ăn đó, HMC 6%. Chính vì vậy tôi rất là chủ quan. Đúng ra lúc đó là ADA khuyến cáo năm 2014-2015 là ADA khuyến cáo là 3 năm mới thử mới tầm soát lại. Cái hôm thay kỳ, cho tới hôm nay vẫn tầm soát mỗi 3 năm mà. Hồi nãy thì còn nói mỗi 1-3 năm chứ còn guideline của ADA là tầm soát đã hôm thay kỳ mỗi 3 năm. Thì tôi cũng chủ quan. Nhưng mà cô này các anh chị nhớ lại là nguy cơ là thứ nhất là cha mẹ anh chị em mắc đái tháo đường rất là nhiều, cái thứ hai là cổ được bị đái trong thai kỳ, và cái thứ ba là cổ phải sử dụng insulin điều khá là cao trong thai kỳ thì mình phải tầm soát sớm hơn. Tôi để cho tới 27 tháng tại tôi thấy quá là tốt. 27 tháng tôi làm bạn nhìn thấy chừng nào lúc đó cổ vẫn bình thường, có chuyện gì hết. Thì các anh chị thấy rất là tiếc luôn, đường huyết lúc đói nè là 7.6, mà trước đó 1 năm tôi cũng có làm cho cổ chứ không phải là không. Tôi chỉ thử cái xét nghiệm cơ bản mở máu, đường huyết, HMC và đạm lượng thôi. Tôi tầm soát hết lúc mà đã thấy tôi đã tầm soát rồi thì các anh chị thấy nè rất là ổn. À, 0 giờ 7.6 là đạt mục tiêu đái tháo đường luôn rồi. 2 giờ sau làm biện pháp dung nạp thì 11.1 phải không, cô này cũng không đạt. Nhưng mà các anh chị thấy không, tôi cho làm cái biện pháp dung nạp cho cô gửi vào bệnh viện đó, mà điều dưỡng thấy cái làm biện pháp dung nạp trên bệnh nhân đái tháo đường tiền căn hậu sản gì đó, cái cho luôn cái đường huyết 1 giờ vô, tự điều dưỡng phớt vô 1 giờ luôn, đâu có cần thiết. Mình chỉ cần làm cái đường huyết tư lúc đó và đường huyết 2 giờ sau uống 75 gram cô thôi. Lúc này mình sử dụng cái tiêu chuẩn cơ bản để chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 rồi. Lúc này HOC là 6.6%, cô này có 2 tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Thứ nhất HOC 6.6%, thứ hai là đường huyết tương lúc đó 7.6. Và lúc này chẩn đoán là đái tháo đường tiếp 2 mới phát hiện. Tôi làm hết tầm soát cho cô này thì đạm niệu mỡ máu gì đều bình thường hết. Cổ chỉ uống mấy phọc miên và ức chế lipid các anh chị. Và kéo dài từ 2015 đến 2018 thì dần dần mấy phọc miên tăng liều và phối hợp thêm ức chế DP4 thì các anh chị thấy là tôi vẫn khống chế cho cổ đường huyết đói, đường huyết sao đều đạt mục tiêu hết. Có lúc đường huyết sao nó lên tới 190. Cô này cũng thỉnh thoảng có ăn ngọt đó, cũng có luyện tập thể lực mà không đều. Thì đến năm 2018 thì cổ nói tôi là bây giờ em muốn có thai lần nữa, lúc này có 30 tuổi rồi, thì tôi mới lên kế hoạch là tôi cho thuốc viên hết. Tôi lên kế hoạch là tôi chích insulin trước 4 tháng luôn. Tôi làm rất là kỹ càng này, những người chuột lỗi lại khổ là tôi để xảy ra. Mà cái đó không phải là lỗi nữa, cái đó là chủ quan chứ thường thường tôi cũng rất là kỹ. Không biết sao cái ca này tôi bị sót. Thì tôi ngừng hết thuốc viên, tôi tiêm insulin cho ok, đạt mục tiêu đường huyết hết. Thì làm rất là đẹp luôn các anh chị. Và khi cổ có thai thì tôi chuyển sang phát lượng bisoprolol luôn, y như lần trước. Và đến tuần thứ 14 của thai kỳ tôi cho insulin 81 mg. Và tôi như là cái đứa thứ hai này tôi làm rất là kỹ lưỡng. Thì cuối cùng là sanh thường một bé trai 3,4 kg. Mà rất là buồn, cái đứa bé thì nó lại chậm phát triển, chậm nói, chậm phát triển. Tới 3 tuổi thì mới đứng dậy đi được và mới kêu, bây giờ mới nói chuyện được ba má thôi. Thì tôi lúc đó tôi cũng thử té sắt coi có nó có bị suy giáp gì không, thì nó bình thường. Thì tôi mới gửi cho bác sĩ Nhi điều trị. Thì qua bên Nhi đồng thì có nó sao chán quá, chẳng nó không ra mà thấy không có cải thiện gì hết. Thì bây giờ cổ đang đi theo dõi ở một cái bệnh viện về tâm lý tâm thần trị liệu gì đó. Thì thấy có cải thiện thì bây giờ được 44 tháng rồi. Mà cái đứa bé này nó không có bị béo phì mà nó lại suy dinh dưỡng. Các anh chị thấy không, tôi làm quá kỹ luôn cái đứa thứ hai này. Mà nó lại bị vậy tôi cũng không biết là nó bị cái gì. Có liên quan gì cái người chị bị hội chứng đai không? Thì ở cái tuần thứ 14 thì bác sĩ sản khoa có tầm soát 23 tập nhiễm sắc thể thì bình thường. Và sau khi mà sanh ra mà nó bị chậm như vậy đó thì có chụp MSCT não là cũng bình thường. Không biết, không thấy cái gì bất thường hết. Tôi tầm soát cái sắc cũng bình thường. Thì cho đến cái mùa dịch tháng 7 năm 21, lúc là dịch cao trào các anh chị nhớ, thì cổ bị mệt, sụt cân, hồi hộp, đánh trống ngực đó, thì cho làm xét nghiệm, cổ đi làm xét nghiệm thì ra cường giáp và chẩn đoán là BASGO là tại vì TSC tăng rất là cao. Tăng cao 6.34, HTS giảm, FT3 cũng tăng cao. Thì tôi mới điều trị cho cổ
và cổ thêm tirozol. Thì lúc này mình vẫn đặt mục tiêu là đường huyết đói, các anh chị quay lại bài số nhất ha, đường huyết đói là từ 80-130, đường huyết sao ăn dưới 108 và HbA1c dưới 6-5%, và cố gắng bình giáp rồi ngưng thuốc. Thì tôi điều trị cho cổ cho đến tháng 4 năm 2022 thì mọi chuyện cũng đẹp, nhưng mà HbA1c bắt đầu dược lên tới 7-7%, lúc này chưa có biến chứng gì trơn. Thì tôi cho đến tháng 5 năm 2022 thì tôi bổ sung thêm mà bắt đầu một chút SU lidazid các anh chị. Bữa tôi có nói với anh chị đó, lidazid 80 mg nó bằng nửa bằng bằng một viên vigamicron MA30, thì tôi cho uống nửa viên, nó liều 40 mg thôi, ức chế B4 cộng metformin, ức chế SGLT2 nửa viên thôi, rồi ức chế beta và tyrosine liều lúc này là liều duy trì rồi một viên. Thì các anh chị thấy là mọi chuyện tôi kiểm tra cho cổ tới hôm nay rất là đẹp, nhưng mà mỡ máu bắt đầu tăng lên. Các anh chị thấy một cái diễn tiến của bệnh đái tháo đường ha, các anh chị thấy. Nhưng mà TCK này rất là tốt, các em rất là tốt. Thì cholesterol tăng nè, LDL tới 3,96 thì tôi sẽ bổ sung thêm ezetimibe. Các anh chị nhớ không? Nếu mà kiểm soát TCK tốt rồi mà LDL vẫn còn đạt mục tiêu, mục tiêu LDL là phải dưới 2,62 thì ca này 3,96. Cho thêm ezetimibe sẽ làm giảm 50% LDL, các anh chị nhớ không? Cho ezetimibe dùng rất là ngoạn mục luôn các anh chị. Và đến thời điểm này là tháng 5 năm 2023 thì tôi đã ngưng được SGLT2 rồi các anh chị, chỉ còn ức chế B4, metformin và ức chế SGLT2 đạt mục tiêu hết các anh chị. Tham HbA1c 6,5%, không có một cái biến chứng gì về mắt, về thận, về thần kinh hết. Thì tôi hy vọng nay là 8 năm rồi á, hy vọng là cô này sẽ tốt hơn. Còn cái đứa mà đứa con đầu á các anh chị, đứa con đầu thì bị béo phì, nay 8 tuổi, nó tới 45 kg. Thì những cái thiếu sót tôi ghi nhận các anh chị nè, thiếu tầm soát trước có thai, ở lần có thai trước, con này rất dễ có nguy cơ mà không chịu tầm soát, thành ra mình bị sót. Cho đến khi đến làm những thất dung nạp bico ở tuần thứ 24-5 tuần á, thì lúc đó đường huyết cái gì cũng tăng hết, và hậu quả là cổ sinh con to 42 kg, và cái đứa bé này bị béo phì. Rồi khi có thai ca này dùng insulin liều cao, mẹ đừng bị đái tháo đường, cô này nhiều tố nguy cơ mà tôi không có tầm soát sớm, tôi lại tầm soát trễ, mà tôi phát hiện đái tháo đường lúc tới 27 tháng. Thay vì một năm sau tôi làm đi, làm lại lần nữa đi, thì phát hiện ra rồi, mày phát hiện trễ. Còn cái đứa con lần thứ hai tôi take care rất là kỹ, tôi check insulin trước đó 4 tháng, làm đường huyết đạt mục tiêu hết. Khi có thai tất cả đường huyết đều đạt mục tiêu, không để sơ sẩy gì hết. Thì cuối cùng sinh ra em bé, nó không có lớn ký lắm mà nó chậm nói chậm đi, rồi bây giờ nó đang điều trị bệnh viện tâm lý tâm thần trẻ em á, người ta chẩn đoán là chậm phát triển tâm thần không biệt định. Thì đó là lời của em này kể tôi như vậy. Hiện giờ là 44 tháng, thì đó là cái phần mà thiếu sót mà tôi nghĩ là các anh chị sẽ cùng cho tôi rút kinh nghiệm trong những cái ca đó hơn nào mà các anh chị tiếp cận. Cái ca thứ ba này á, là các anh chị thấy là rất là đơn giản. Các anh chị thấy nè, cô này cổ được cũng sản chuyển đến, thì chẩn đoán là đái tháo thai kỳ, con so 24-5 tuần. Thì tôi coi thử coi cái ca này sản làm những thất dung nạp, thì các anh chị thấy là đường huyết tương lúc đói là 4,9 là bình thường, của mình là từ 5.1 trở lên đúng không, rồi 1 giờ là từ 10 chấm thì cô này là 10.2 là bất thường, 2 giờ là 8.5 trở lên thì cô này là 8.6. vì vậy mình có hai giá trị bất thường đúng không ạ? Hai giá trị bất thường chẩn đoán là đái tháo đường thai kỳ, con so 24-5 tuần. Về tiền căn gia đình á, thì không có ai mắc đái tháo đường hết. Cô này 28 tuổi, tiền căn gia đình không ai mắc đái tháo đường hết. Cô này không có yếu tố nguy cơ gì hết, đúng không ạ? Nhưng mà cổ bị đái tháo đường kỳ. Rồi BMI cổ là cũng bình thường trước có thai. Tôi hỏi cân nặng trước có thai thì BMI là 20.5, cũng không có yếu tố nguy cơ, không béo phì luôn. Cô này cũng có vận động thể lực. Nhưng mà cổ lại bị đái tháo đường kỳ và bị tới hai con số này luôn. Như vậy tôi cũng dặn luôn, sau khi sinh hai đến ít nhất là 2 tháng phải quay lại, tôi chốt con số 2 tháng luôn, tôi không nói là 1 đến 3 tháng gì đó, người ta sẽ rất là rối, tôi nói 2 tháng em quay lại. Thì đúng 2 tháng là những sản phụ đều quay lại cho tôi hết à. Rồi khi tôi khám thì bé cũng bình thường, lúc mà tôi khám thời điểm 24-5 tuần cô này đã tăng 10 kg. Mà BMI là 20.5 thì các anh chị thấy là mình cho phép tăng cân từ 11 đến 13 kg phải không ạ? Rồi các anh chị cộng trừ thêm 2 thôi. Đúng không? 7-9-9, 7-9, 9-11-13, đúng không? 13-15. Thì cô này là cho ta phép tăng cân được 13 kg, đúng không? Các anh chị cộng trừ thêm 2 thôi, 9, 11, 13, 15. Rồi, như vậy mà đến khám tôi mới có 24 tuần nữa đã tăng 10 kg rồi. Rồi đường huyết sao ăn 1 giờ là 103, chấp nhận được, 2 giờ đạt mục tiêu luôn 100. Đường huyết đó là 80, cô này kiểm tra đạt hết, đạt mục tiêu hết. Rồi tôi cho tư vấn
luyện tập thể lực, thay đổi lối sống. Thì cuối cùng ở tuần thứ 33 cô lại tăng 12,7 kg. Cô này làm rất là tốt, tăng 12,7 kg, còn khoảng 5-6 tuần nữa cổ xanh rồi thì mình cho phép có thể lên 15 kg được, 13-15 kg được, đúng không? Mình còn thêm 2 kg nữa. Rồi đường quý đó, đường quý sau đều đạt mục tiêu hết, tôi không có xài insulin gì hết, cái này rất là hợp tác. Rồi nhắc bệnh nhân 2 tháng quay lại làm xét nghiệm dung nạp và đừng để bị đái tháo đường thai kỳ, và nếu mà có tiền thì tôi cho metformin tiếp tục thay đổi lối sống. Rồi bây giờ ca này, ca thứ tư này các anh chị, đây là hai cái ca tôi sẽ nói với các anh chị là đái tháo đường tiếp 2 luôn. Đái tháo đường tiếp 2 thì để các anh chị thấy là tôi sẽ phối hợp insulin như thế nào. Thì tháng 11 năm 2019, đây là của một phó giáo sư về nội tiết gửi cho tôi ca này đó chứ. Tại vì cổ đi đến nhà của cô này điều trị thì xa quá cho nên cổ mới gửi lại cho tôi. Thì cô này cổ lập gia đình được 9 năm. Cổ được chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2, được chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 năm 2018, tức là một năm trước đó rồi. Thì cổ không có con, mà cổ có một lần thai lưu 7 tuần. Lúc đến đây là chưa có con ha, thì thai lưu năm 2013 là lúc đó là chưa có 8 tuần chứ, lúc đó cổ chưa có được chẩn đoán đái tháo đường như các anh chị, như vậy mình không có đủ thừa là thai lưu là do đái tháo đường. Thì sau đó cổ không có con, thì cổ mới đi làm thụ thai trong ống nghiệm, thì cổ mới có thai được 7 tuần, lúc đến với tôi là được 7 tuần. Thì gia đình có mẹ mắc đái tháo đường, BMI là béo phì dữ lắm, 32,9, trước có thai là 79 kg. Thì tôi chẩn đoán cho cổ là đái tháo đường tiếp 2, thai 7 tuần, con lần thứ 2, con quý, đúng không ạ? Con này 35 tuổi con quý, mà trầy trật mãi là thụ thai trong nghiệm có được, thành ra mình phải đáng giữ. Dự sanh của cổ là 13 tháng 6 năm 20, tôi cũng dự sanh, tôi cũng ghi cho cổ hết. Thì cô này cũng lúc đó đang điều trị là Actrapid là sáng 4 đơn vị, trưa 4 đơn vị, chiều 4 đơn vị, có lẽ là đường huyết sai cô này cao á, thành ra mới được bác sĩ nội tiết điều trị như vậy. Thì cái đường huyết đói á, đến với tôi là đạt là dưới 95 mg/dL, nhưng mà đường huyết sau ăn thì không có đạt. Thành ra tôi mới nói cổ thôi bây giờ mình chuyển sang chích bút đi, chích Actrapid á, thì mình rút nó hơi khó, tại 4 đơn vị mình rút kia, các anh chị phải rút bằng cái kim này nè các anh chị. Actrapid một lọ 1 lít/100 như vậy thì các anh chị phải rút bằng cái kim này nè, 1 lít/100 đúng không ạ? Đó, các anh chị không được sử dụng cái kim mà 1 lít/40 mg/dL nghe, nhắc lại cho các bác sĩ nào mà mình vô sao đó mình chưa nắm đó. Rồi. Thì tôi đặt mục tiêu ca này đó là đây đường huyết đó, đường huyết sang, nhắc lại cho các anh chị nhìn, các anh chị nhớ HOC là từ 6.5-7% thôi tại chích insulin, mà cô này cũng mập quá. Tôi sợ cổ tuột đường, chích insulin mà ba cử thì tôi cũng sợ, thành ra tôi đặt mục tiêu là ráng từ 6.5 đến dưới 7% và cho phép tăng cân 79 kg, không nhớ không, béo phì tăng cân 79 kg. Cô này là BMI tới 32,9 lần. Rồi bây giờ tôi chuyển sang phác đồ basal bolus. Thì đang chích trước đó là 444 là 12 thì bây giờ đường huyết sang không đạt thì tôi cho sáng 5 đơn vị, trưa 5 đơn vị Novorapid và Mistar chiều là 7 đơn vị. Thì như vậy là tổng cộng là 17 đơn vị, không, trước đó là 12 tôi cho 17 đơn vị. Thì cho đến mà lúc sinh á thì nâng lên là 6 đơn vị Novorapid. Ca này rất là hay. Cô này cổ đáng lẽ là tình trạng đề kháng insulin dữ dội lắm, nhưng mà tôi không biết sao cái đường huyết cổ rất là ok luôn. Và cái liều insulin không có cao. Tổng cộng có 17 đơn vị cho đến lúc sanh là 19 đơn vị thôi. Đó, thì khi mà thai được 15 tuần thì tôi cho aspirin. Lúc này khuyến cáo của ADA là 81 mg uống một viên. Thì tôi giải thích với cổ là em phải uống aspirin ở cái tuần đó vậy cho cổ nhớ luôn. Vậy mà hay lắm. Sau đó cái đứa thứ hai tôi quên, cổ lại nhắc thôi á. Thì cái diễn tiến đường huyết đói, đường huyết sang đều đạt mục tiêu hết các anh chị. Và HOC là 6.9%. Thì cho đến lúc cổ sinh là cổ tăng 12 kg. Cổ tăng 12 kg, trong khi mình cho phép là 9 kg thôi. Mà cổ tăng 12 kg là dư 3 kg. Thì đến tháng 6 năm 20 cổ sanh thường, một bé trai sanh thường nha. Sanh thường chứ không phải sinh mổ, rất là hay luôn á, béo phì nhưng mà cổ sanh thường một bé trai khỏe mạnh, nặng 3 kg 250. Thì sau sinh các anh chị có tưởng tượng ngưng hoàn toàn insulin, không có sử dụng một miếng insulin nào hết ở cái liều 19 đơn vị lúc sinh. Đường huyết sau ăn á, cổ thử có máy cổ thử đường 85, 88, 86, cực kỳ là ngoạn mục, mà cổ là đã có đường tiếp 2 đó. Nó khác với những cái lý thuyết mình học các anh chị thấy không? Cho nên lý thuyết là lý thuyết đa số là vậy, nhưng có những cái trường hợp rất là khác á.
Thì sau sinh nó cổ, mặc dù tôi đã tư vấn là nên cho bé bú mẹ ngay cái thời điểm sau sinh, cổ không cho bú gì trơn. Rồi cuối cùng thì sau sinh như vậy cổ không cho bú thì tôi sử dụng thuốc viên. À, nhưng mà đường sau ăn cổ nhất nhất là tôi cho thuốc viên, là tôi sử dụng ức chế oxytocin, trong đó có metformin một một viên, tức là làm liều 12,5 rạp gan đó nha anh chị. Rồi metformin là 1 gram, thì cổ uống các anh chị thấy là HbA1c từ 6,2 xuống dần 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 5,4%, cân nặng các anh chị thấy xuống còn 65 kg không, và BMI từ 32 xuống còn 27, cổ xuống như vậy là cũng mười mấy ký rồi. Sau đó tự động có thai, không thèm nói với tôi nữa, là tôi đã tư vấn trước đó hết rồi, là em muốn có thai nữa thì em phải đến báo trước để chuẩn bị take care em đàng hoàng, chăm sóc đàng hoàng hết, không ở nhà tự có thai luôn, mà lần này không có làm thụ thai trống nghiệm gì trơn, tự động có thai hết luôn. Các anh chị thấy rất là hay, trước đó chạy trật 9 năm có con, làm thụ thai trống nghiệm có được đứa con sanh thường, con to, còn 3 ký mấy, thì cái tự nhiên tới có bầu đứa thứ hai cổ không kế mạch gì trơn, cái cổ tại con quý mà con hiếm mà có thai. Thì đến có thai thì cổ đang uống với rạc đi ăn duo đó các anh chị, tôi cho ngưng, tôi cho ngưng thì sau đó tôi chuyển sang cái phác đồ basal bolus y như cũ. Thì nói chung là mọi cái cũng đạt mục tiêu, có lúc là đường huyết sau 2 giờ nó hơi vượt cái mục tiêu á, là 120, đường huyết đói thì cũng vượt. Rồi sau đó thì tôi cho cổ chích miết sạc thôi, lúc là mới đầu cổ đến tôi chích miết sạc 9 đơn vị thôi, tại các anh chị thấy là đường huyết đói nè, đường huyết đói là 103, đường huyết sau cao, tôi chích thử cái miết sạc 9 đơn vị buổi tối thì mọi chuyện nó lại giải quyết rất là ok các anh chị. Tôi cũng không hiểu sao đó, chích thì tôi thấy là đường huyết đói đạt mục tiêu ha, nhưng mà có lúc lên 95, 96, đường huyết sau ăn 2 giờ thì nó dưới 120 rồi. Nhưng mà lúc đó từ cái tuần thứ 17 thì tôi chuyển sang cái phác đồ là basal bolus, thì các anh chị thấy là ở cái tuần thứ 17 là bắt đầu tôi chuyển sang phác đồ basal bolus thì nó mới đạt được cái mục tiêu như vậy. Thì đến cái tuần thứ tôi quên cái ca là tôi quên cho aspirin, thì cổ nhắc tôi đến tuần thứ 17 cổ mới nhắc tôi là em có uống bắt aspirin như lần trước không bác Thảo, thì tôi mới cho 1,5 viên, lúc này tôi mới nhớ ra 1,5 viên. Các anh chị thấy không, nhiều khi cũng sót đó chứ, đúng là mình cho từ thứ 12 đến 16 của thai kỳ đúng không, mà tôi bị trễ đó. Rồi lúc này cổ tăng 15 kg, cho đến lúc sinh là cổ 82 kg. Ngày 30 tháng 5 cổ sinh thường một bé gái 3,6 kg, khỏe mạnh, sanh thường luôn, cả hai đứa con đều sanh thường hết, và sau sinh cũng không cho bú mẹ luôn. Cô này cổ cũng cứng ghê lắm, mà tự lưng insulin không xài hết. Thì tôi bị điện thoại tôi hỏi, thì tôi mới sau đó thì cổ thử đường huyết đó, đường huyết sang cổ báo cho tôi như vậy, thì tôi cũng cho cô uống rạp thì ăn vậy, cổ béo phì quá thì tôi cho uống rạp gan 25 và metformin là 500. Uống thì hy vọng là lúc lúc cổ uống thì tới hôm nay cổ cân lại là mới có được gần 3 tuần thôi, thì cổ xuống được 69 kg nè các anh chị. Thì BMI giờ là 28,75, cổ rất là nhạy với cái rạp gan này, cổ xuống ký. Rồi bây giờ cái thiếu sót ở đói ca này cũng nhiều lắm luôn á, là không tầm soát đái tháo đường trước có thai ở ở ở lần thứ nhất, mà lần có thai trước đó cổ bị không, cái này tôi nhớ không đúng, cái lần mà lần có thai trước thì cổ bị đái tháo đường thai kỳ rồi, nhưng mà cổ không có được chuẩn bị trước ha, cổ không được chuẩn bị. Cổ đến thì cổ có thai đã 7 tuần, thì lúc đó là đã được chích insulin rồi. Rồi bây giờ cái lần có thai thứ hai là không lên kế hoạch, không có người thai gì hết, tại vì cổ là con hiếm. Rồi cổ tự động cổ ngừng thuốc, cổ tự động cổ đúng là cổ ngừng thuốc, cổ chạy tới. Rồi lần có hai thứ nhất thì cổ không có ngừa thai gì hết, cho nên cổ có thai cổ không có được chuẩn bị ha, lúc có thai vẫn còn uống thuốc viên và không cho con bú mẹ nè. Mẹ thì tôi thấy là đường huyết kiểm soát rất là tốt, hiện giờ coi như là chuyển sang viên luôn rồi, cổ không cho con bú. Và cái đứa con hai đứa con này á, sẽ có nguy cơ thừa cân béo phì và đái tháo đường trong tương lai. Nói chung với cô này là con hiếm, cho nên tôi cũng không có nói gì, tại cổ đâu có khuyên cổ ngừa ngừa thai làm gì, con hiếm mà có một đứa con. Rồi bây giờ cái ca cuối cùng các anh chị thấy nè, cái ca này thì các anh chị đã được làm quen ở cái lần cái bài thứ nhất rồi, tôi có đưa ca cái bài thứ nhất chưa, thì cái ca này tôi cũng nói anh chị là năm 2004 và tôi cũng điều trị ca này đó, năm 2004 hồ sơ sổ sách có còn đầy đủ hết. Thì sản gửi đến là lúc đó thai 18 tuần,
và được chẩn đoán là đái tháo đường tiếp 2, chứ không phải đái tháo đường thai kỳ nữa. Lúc sản gửi đến là đường huyết rất là cao, được chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 trước đó rồi. Chẩn đoán là con thứ hai, con quý lúc đó là cổ 39 tuổi đó anh chị, 39 tuổi. Thì cổ có một đứa con trước đó sinh thường 2,7 kg, thì cổ mang thai tổng cộng là 8 lần, sảy thai 5 lần, thai lưu 1 lần. Trong nhà thì có 4 anh chị em bị đái tháo đường. Thì sẵn đây tôi nói cho anh chị luôn, trong 4 anh chị em bị đái tháo đường thì có một người nước ngoài, còn 3 người còn lại là cổ với 2 người đó là tôi cũng điều trị đó, thì rất là tốt. Nhưng có một cái người chị kiểm soát đường huyết rất là tốt, chỉ uống mấy phọt min thôi, chưa sử dụng tới ức chế DPP-4, đường huyết đó đường huyết xanh rất là đạm, thì cô đó có tăng huyết áp. Thì cái tăng huyết áp đó cổ có đi khám anh bác sĩ tư có điều trị, thì mỗi lần đến tôi khám tôi đo huyết áp không cao, nhưng mà cổ không chịu, cổ nói là huyết áp ông vậy đó không sao hết. Thì cuối cùng khoảng một năm sau này thì cổ theo cái to của tôi, cổ uống thì huyết áp ổn, nhưng mà đột ngột cổ tử vong. Thì tôi cũng không biết là cái chuyện gì, tôi rất là buồn. Thì lúc đó tôi thật sự là tôi muốn kiểm soát tốt cho cổ, tôi có đề nghị cổ uống thêm ức chế DPP-4, ức chế SGLT2 để cho cái đường huyết sao ăn lúc nào nó cũng đạt mục tiêu. Mà mình tại vì cổ cũng nhiều yếu tố nguy cơ, về nguy cơ bệnh tim mạch sơ vữa thì suy tim hay gì đó thì mình không có thấy, nhưng mà cổ tăng huyết áp nhiều rồi, gia đình cũng có người mắc bệnh tim á, thì tôi cũng có khuyên thôi uống thêm ức chế SGLT2. Trong nhiên cô này cổ rất là tiết kiệm, cổ muốn có nó uống mấy phần mình được rồi, vậy đừng ổn là khỏi uống. Thì bỗng dưng cái ngày Tết, nếu không Tết thì tôi nghe cô này cứ tới bán tôi là cổ chết, cô kia cổ chết rồi. Thì sẵn đó tôi cũng nói các anh chị, những cái hội nghị tim mạch nó cũng có nói, nhiều khi các anh chị kiểm soát đái tháo đường chắc không sẽ đặng tiêu, nhưng bệnh nhân vẫn có thể chết, vẫn có thể tử vong, bởi vì đái tháo đường nó rất nhiều cái biến chứng. Những cái bệnh lý tim mạch sơ vữa các anh chị không tầm soát, anh chị đâu biết là bệnh nhân này có hay không, cho nên tôi vẫn thích sử dụng ức chế SGLT2 cho bệnh nhân đái tháo đường có yếu tố nguy cơ tim mạch, thận, thậm chí trên những bé phì, hoặc đôi khi mà tôi nghi ngờ có tôi cũng sử dụng, hoặc không có tôi cũng thích sử dụng, nếu như bệnh lý không kiểm soát đặng tiêu tôi vẫn thích sử dụng. Và tôi nói các anh chị vậy. Đó là một cái mà tôi nói các anh chị là không phải một ca đó kiểm soát đường huyết cực kỳ tốt luôn, các học sinh là dưới 6-5%, không có bao giờ vượt lên đường huyết đó, đường huyết sang đều đặn tim hết, mà có tăng huyết áp thôi, có rối loạn mỡ máu. Thành ra các anh chị đừng có tưởng là kiểm soát mọi cái đạt hết là bệnh nhân đá huyền ok, chưa chắc. Thì quay lại cái ca này thì tôi khám thì huyết áp thì ổn, đường huyết ối rất là cao, đường huyết sang cũng cao, mà HC cũng cao luôn, C tâm miệu là vết luôn, hồ sơ có còn đủ trên. Thì lúc này chẩn đoán là đã thành tiếp 2, thai 18 tuần, con lần thứ hai, con quý. Cái thời điểm đó các anh chị biết là chỉ có insulin là tôi chích cho cổ là Humulin M3, chích cho cổ mít xạ sáng 12 đơn vị, không, cái này buổi chiều các anh chị, sáng và chiều tôi viết nhầm, sáng và chiều 18 đơn vị, 12 và 8 đơn vị, và đến lúc cổ sinh đó là 12 đến 22 đến 28 đơn vị, tức là 40 đơn vị luôn á. Cổ không có bị hạ đường huyết, đường huyết đói, đường huyết đường huyết sau ăn 1 giờ và 2 giờ đó, thì nó cũng có đạt mục tiêu, cũng có lúc nó hơi cao cái thời gian đầu, rồi sau đó dần dần nó cũng đạt mục tiêu. Đường huyết sau ăn 2 giờ dưới 120 các anh chị thấy đường cuối nó đạt mục tiêu, đường huyết đó thì không đạt. Mà lúc đó thì tôi cũng chưa có chích qua cái tốc độ bây giờ bullet nữa, tôi thấy thôi cố gắng kéo thử làm sao. Thì cuối cùng thì cô này là sinh mổ, bé gái 3,9 kg cũng khá là to ha. Thì sau khi sinh á thì cái liều em sinh giảm xuống còn có 5 đơn vị thôi, rồi sau đó nhích nhích lên 9 đơn vị chích vào buổi tối. Và khi cổ ngưng bú mẹ thì cho uống metformin, chỉ có metformin thôi, rất là ok luôn, coi như đường huyết nó giảm độ mà ngoạn mục luôn á. Và dần dần thì theo thời gian thì đường huyết nó tăng lên, thì tôi có phối hợp thêm brejan, tức là lidocaine 80 nửa viên các anh chị, cộng với metformin. Thì cho đến 10 năm sau thì bắt đầu HbA1c nó tăng dần, mỡ máu cũng tăng lên. Nhưng mà biến chứng mắt và biến chứng thận thì chưa có gì hết. Thì bắt đầu tôi sử dụng thêm lidocaine 30mg ha, một viên cho đến tháng năm 2019. Là 2018 kiểm tra mắt vẫn còn bình thường nha các anh chị. Nhích lên thay đổi lidocaine nè, Zanumet nè ha, rạc gian đó, gần như là 1, SG1, ha, metformin 2, ức chế DPP-4 là 3, ức chế SG2 là 4. Tôi phối hợp 4 thứ luôn. Rồi cộng với statin, lúc này có bắt đầu có tăng huyết áp rồi.
Thì sau khi tăng liều lên thì bắt đầu đường huyết đó kiểm soát tốt, thì tôi giảm cái liều Lyrasis xuống còn một nửa, rồi xuống 1/4 viên, tại có lúc cổ bị hạ đường huyết buổi trưa, tôi giảm liều Lyrasis. Nhưng mà cái đường huyết sang cổ cũng cao đó, cũng cao. À, đây các anh chị nhìn thấy nè, đường huyết đó, đường huyết sang nè. Đường huyết sang là 222, 254, 112 và 203, 248. Các anh chị thấy đường huyết sang tăng. Cái đường huyết đói thì nó đạt mục tiêu. Sau đó tôi chuyển sang, lúc này thì làm chụp đáy mắt cổ hơi mờ, chụp đáy mắt OCT á, thì có vi tuần mạch hai bên. Thì tôi có khuyên cổ là thôi chích insulin đi, có lúc hát 11 phát 2 luôn các anh chị, 8.3, 8.7, 9.8, 11.2, 8.3, trì hoãn rất là lâu, từ 2019 tới 23. Thì mỗi lần đề nghị insulin là cổ dậy tử không chịu, và tôi thuyết phục mãi thì cổ mới nói là không, để em ráng nhịn ăn, em ráng kiêng, mà cổ ăn ngọt cũng thèm ngọt, các anh chị thấy thèm lắm á. Thì tôi thuyết phục mãi cho đến lúc mà thấy vi phình mạch xuất hiện là tôi nói thôi bây giờ không có trì hoãn nữa, 4 năm rồi, xuất hiện biến chứng mắt rồi mà HOC vậy, đường huyết sang vậy, thì bây giờ coi như đường huyết đó đặng tiêu, thì tôi chuyển sang tôi, các anh chị đó nhớ, các anh chị nhớ là Novoravit tôi chích enzyme trước ăn để gì, tăng chất lượng cuộc sống, chứ bắt người ta kiêng thêm hoài, mỗi lần ăn cái gì chút xíu là đường huyết nó giọt lên trên 200. Thì sau khi tôi chích 5 đơn vị sáng, Novoravit sáng và trưa, trưa và chiều, thì tôi hỏi cổ là trong cái các bữa ăn đó cái nào là ăn nhiều nhất, thì cổ nói ăn trưa ăn chiều nhiều. Thì tôi cho chích buổi trưa với buổi chiều 5 đơn vị, thì các anh chị thấy rất là ngoạn mục. Lúc này tôi ngưng luôn đi ra tiết luôn, ngưng SU luôn, chỉ chích đường huyết Novoravit buổi trưa với buổi chiều thôi, thì tôi không có sợ hạ đường, các anh chị thấy không? Và lúc này các anh chị thấy IZ lấy lấy cholesterol cao nè, em lên 3,14, tôi phải phối hợp thêm IZ phim mai một lần nữa. Và sau khi tiêm như vậy, các anh chị thấy hồi đầu đường huyết sao nó còn 209, nó xuống 154, 164, tức là tôi mới chích có 2-3 tháng nay thôi, từ từ tháng 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 2 đến tháng 5 mà tôi chích mới có khoảng 2-3 tháng nay thôi, thì các anh chị thấy rất là tốt. Nhưng mà trì hoãn ha, thì bây giờ chích như vậy cổ thấy vui, nó hơi tốn tiền chút xíu nhưng mà nó làm tăng chất lượng cuộc sống lên, cổ có ăn thêm chút xíu cổ cũng không, đường không tăng, nó rất là nhạy, cô này rất là nhạy. Thì đó là một lần nữa tôi đưa mặt một cái hai cái ca đái tháo đường tiếp 2 cho các anh chị mà có thai, rồi sau đó diễn tiến cho tới ngày hôm nay, và cái cách mà diễn tiến của đái tháo đường dần dần nó xuất hiện cái biến chứng, nếu mà mình không có kiểm soát tốt, mình không có trì hoãn. Hôm trước mình có nói trong ADA, có nói là không trì hoãn, tránh trì trệ trong điều trị, đánh giá mỗi 36 tháng và thay đổi phác đồ điều trị để đạt mục tiêu mình đặt ra, anh chị nhớ không? Mà tôi điều trị tôi vẫn cũng nhân những bệnh nhân tôi kém cho tới 4 năm 2019 rồi dịch 2 năm nữa, và đến 2022 tôi thiếu cuộc chích, 2021 hết dịch quay lại thiếu cuộc không chịu, 2022 không chịu, tôi cũng lương cho tới ngày 23 tôi nói không được nữa, thôi bây giờ phải chích thôi, bây giờ chích thì chị sẽ thấy rất là khỏe luôn, mà tôi hướng dẫn cho tim chích, chích xong giờ khỏe quá trời luôn, rất là khỏe. Rồi cái ca này thì là không có tầm soát đái tháo đường trước đó ha. Cái này đúng ra là lúc mà năm 2003 cổ bị đái tháo đường đó, là nhà có rất nhiều người đái tháo đường có cái tầm soát, thì cổ đã phát hiện ra rồi, cổ không phát hiện cho đến khi mà đái tháo đường thì cổ đái tháo đường thứ hai là không có kiểm soát tốt, và khi có thai đường huyết tăng rất là cao. May là hai cái đứa bé này á, nó không có bị dị tật, chứ hồi cổ đến là cổ đến trễ mà đường huyết tăng rất cao, đứa bé này không bị dị tật, nhưng mà mẹ nó phải sinh mổ, và nó là con to, bây giờ nó béo phì, nó 18 tuổi rồi, BMI nó tới 28,6, và cái sai sót kế là đó là do bác sĩ và bệnh nhân cả hai cùng trì trệ tới 4 năm luôn. Cái này cũng các anh chị cũng phải rút kinh nghiệm cùng với tôi ha, mặc dù là tôi lúc nào tôi cũng nói là tránh trì trệ, mà cuối cùng nhiều khi cũng cả để bệnh nhân tôi mất hết 2 năm dịch dịch COVID đó, cứ cứ thuyết phục mãi để em ăn kiêng thế này thế nọ. Bây giờ mình có 6 câu hỏi đánh giá để giúp các anh chị nhớ lại cái bài học của mình ha. Đó là 5 ca lâm sàng, 2 ca không cần điều trị chỉ thay đổi lối sống, 1 ca tăng cân rất là nhiều, là nhanh ký mấy rồi, 10 ký 7 rồi, nhưng mà đến mình giáo dục đến gần xong thì nó cũng gần đặng tiêu. Còn 1 ca thì cho phép tăng cân đến 11-13 kg, nhưng cổ đang kiêng khem quá, lại dinh dưỡng không đúng, thành ra tăng cân có 7 kg, gần gần xong mà tăng có 7 kg thôi. Rồi còn lại là một cái hai ca đó hơn tiếp hai diễn tiến cho tới ngày hôm nay. Một ca là đái tháo đường thai kỳ,
được chẩn đoán, rồi sau đó tiếp có hai đứa thứ hai là bằng một một ca thì không có trì và cái gì hết, không có trì trệ hết cả. Còn lại những ca mà trì trệ thì cũng đạt mục tiêu, nhưng mà mình để mất gian một cái khi mà đường huyết nó tăng lên như vậy đó, thì nó xuất hiện những biến chứng mạch máu lớn, mạch máu nhỏ theo rối loạn mỡ máu dẫn đến sơ vữa mạch máu, còn nhiều khi dẫn đến những cái biến chứng về tim mạch sơ vữa mà mình không biết được. Thành ra tôi khuyên anh chị là cố gắng đừng có trì trệ, các anh chị nên phối hợp nhiều loại thuốc, tập trung vào cái cơ chế bệnh sinh và cố gắng làm sao đạt mục tiêu sớm nhất để chi để mình đạt được mục tiêu vậy, thì nó sẽ có được cái trí nhớ chuyển hóa và nó giúp kiểm soát lâu dài về lợi ích nó rất là tốt, và dần dần các anh chị sẽ ngưng được SU. Và rõ ràng các anh chị thấy tôi ngưng được SU hết, cái ca mà hai ca đá lần thứ hai tôi đều ngưng được SU hết, ba ca luôn ngưng được SU hết luôn, mà như vậy tôi đâu có sợ hạ đường huyết. Rồi bây giờ câu hỏi thứ nhất là các anh chị thấy nè, theo khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2023 về kiểm soát ghép mục tiêu cho đái tháo đường Hoa Kỳ thì lựa chọn nào sau đây là phù hợp nhất? A. Huyết áp dưới 149 là không đúng đúng không anh chị? Huyết áp mục tiêu là 110 đến 135 trên 85 và câu B là câu trả lời chính xác. Câu C. Huyết áp dưới 16, 11 là không đúng. Hồi trước là năm 2017, 18 tôi có nói bài này là cái huyết áp mình có thể giữ dưới 16, 11 các anh chị. Bây giờ thay đổi rồi ha. Rồi các anh chị nhớ con số mục tiêu này nha. Rồi bắt đầu điều trị khi huyết áp trên 16, 11 là không đúng. Trên 14, 9 bắt đầu phải điều trị. Đúng chưa? Và thuốc điều trị huyết áp các anh chị nhớ hai thuốc quen thuộc chị là Metindopa cộng với Mifepristone. Còn những nhóm thuốc khác hả? Khác là không được. Rồi một số thuốc như là Razorcin, Labetalol, Diltiazem thì được ha. Câu số 2. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2023 thì tất cả thai phụ nên được làm biện pháp chuyên nạp gluco vào thời điểm nào là phù hợp nhất? A. 20 đến 28 tuần là không đúng không anh chị ha. Rồi, 24, câu B 24 đến 28 tuần là chính xác. À, 24 đến 30 tuần là không đúng và 18 24 tuần cũng đúng luôn. Anh chị nhớ nha, tầm soát từ 24 đến 28 tuần cho tất cả thai phụ không có được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ trước đó. Được chưa? Ở Việt Nam mình là tiếp cận một bước uống 75 gram đường gluco qua những đấu qua đêm ít nhất 8 giờ. Được chưa? Rồi, này các anh chị tự điền vô. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2023, mục tiêu kiểm soát đường huyết cho thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ nào sau đây là phù hợp nhất? A. Đường huyết đói. Bao nhiêu đấy anh chị? Đường huyết đói dưới 95mg. Kể dưới 95, 80, 95 là ok ha. Rồi đường huyết sau 1 giờ dưới 140, sau 2 giờ dưới 120mg/dL. Cứ nhớ 22 là 120 ha. HOC dưới 6% là lý tưởng, hoặc là dưới 7% nếu có nguy cơ hạ đường huyết. Còn dưới 6% là nếu không có nguy cơ, hoặc là 6,5%. Nếu mà kéo được dưới 6% thì sẽ hạn chế được là sinh con to, tiền sản giờ vân vân. Chỉ phát viên nạp đi cô cho thai phụ sau khi sinh á là bằng biện pháp chuyên nạp đi cô uống 75 đường thử đường huyết tương lúc đó. À, mọi người có thấy chưa? Dạ, Vi có thấy chưa Vi ơi? Dạ, xin được.